Ráp nồi cho Adila. Elizabeth là tiệm xe khách. Xe này làm nồi thay bi cho Cura luôn nha anh em. Anh em thấy địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Còn ở xa thì có thể liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng cho anh em. Số thoại Khánh 038-9910-535. À thì là mấy ốc này còn dặn cứng thôi chứ đừng dặn quá nha, nó tới giỡn thôi đâu có vô được nữa nha em Long. Xe này nó có giỡn ở đây không? Tao mua luôn cái vỏ thôi, thay luôn cho nó. Tao thay luôn cho rồi để chị luôn đi. Có nhận làm nồi làm máy, nó cấp máy cho anh em ha. Nó cấp máy lên full 125, 135, 135, 175 cho anh em. Đi tour thuật vô tư ha. À, đi làm à, đi chưa bé. Xe này gái chạy rất đẹp nha. Đây, chào tất cả anh em. Trên xe ngon lắm.